Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương bổ sung quy hoạch xây dựng cầu cắt lái để thay thế phà cắt lái trong tương lai. Đây là dự án sẽ giúp giảm ách tắc cho việc đi lại từ quận 2 sang huyện Nhân Trạch Đồng Nai được dễ dàng hơn. Trong khi thời điểm hiện tại thì phà cắt lái đang có dấu hiệu bị quá tải. Phà Cát Lái là tuyến đường quan trọng để nối thành phố Hồ Chí Minh đến khu công nghiệp Nhân Trạch thuộc huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đây là con đường tắt giúp giảm nhiều chi phí và thời gian di chuyển giữa quận 2 thành phố Hồ Chí Minh đến khu công nghiệp này mà không cần phải di chuyển qua huyện Long Thành. Vì thế, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương bổ sung quy hoạch xây dựng cầu Cát Lái với tổng vốn đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng. Theo đề xuất của thành phố, cầu các lái có tổng chiều dài khoảng 3,4 km, thiết kế dây văn có tỉnh không 55 m, tối thiểu 4 làn xe. Điểm đầu dự án kết nối với nút giao thông Mỹ Thủy quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Điểm cuối nằm ở xã Phú Hữu, huyện Nhân Trạch, Đồng Nai. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 1.225 tỷ đồng.